đàn linh dương vươn mình tỉnh giấc tại nơi rừng xanh hoang dã mỗi sớm mai. Chúng nhận ra việc mình chắc chắn phải làm vào ngày hôm nay, đó là phải chạy nhanh hơn để thoát khỏi nanh vuốt của kẻ săn mồi. Nếu không, chúng sẽ bị sư tử đuổi kịp và sơi tái. Tương tự như vậy, mỗi sớm mai thức giấc, sư tử cũng phải tự dặn lòng mình sẽ phải chạy nhanh hơn nữa để đuổi kịp con linh dương chạy chậm nhất đàn. Dù số phận có an bài là linh dương hay sư tử, thì khi mặt trời mọc, chúng cũng phải dùng hết sức lực để chạy nhanh hơn ngày hôm qua, chạy nhanh hơn tất thảy để thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Chúng ta đều phải chạy, chạy thoát khỏi vòng xoáy cuộc đời. Nhu cầu tốc độ là bản năng của một nhóm động vật đặc biệt. Mỗi cơ quan, cơ bắp hay cái xương của chúng đều được thiết kế để sống một cuộc đời tốc độ. Một số chúng là kẻ đi săn, một số lại là kẻ bị săn. Khả năng chạy siêu hạng của chúng là thứ giúp chúng sống sót mỗi ngày. Nhiều khi chúng chạy theo cả đàn lớn, một biển các cá thể tốc độ cao. Một số động vật chạy nhanh lại thuộc họ chim. Những gì thiếu hụt ở đôi cánh được bù đắp ở đôi chân siêu hạng và sức bền tuyệt vời của chúng. Không phải mọi vận động viên trong thế giới loài vật đều to lớn. Có một vận động viên tốc độ cao 8 chân giống một cái xe đua hơn là một con nhện. Có loài thì lăn, có loài thì chạy, nhưng một trong những loài giỏi nhất lại nhảy. Với cơ bắp khỏe, đôi chân dài, nhảy là cách hiệu quả nhất để chúng di chuyển trên mặt đất. Từ các động vật lớn thuộc họ nhà mèo tới linh dương, từ các loài chim lớn tới các loài nhện, đây là một cuộc chiến sinh tồn khắc nghiệt. Cuộc chạy đua sống còn này đúng theo nghĩa đen với một số loài. Để sống sót, chúng phải chạy nhanh nhất, chúng phải chạy được lâu nhất, và chúng còn phải có thêm một số chiêu trò. Ngày nào chúng cũng phải làm thế, thậm chí nhiều lần một ngày để sống sót. Và nơi tuyệt nhất để chạy là nơi có nhiều không gian, những đồng cỏ rộng lớn của châu Phi, những thảo nguyên khoáng đạt của châu Mỹ và những sa mạc đỏ mênh mông của Australia. Qua biết bao thế hệ, những kẻ sống sót đã tôi luyện được khả năng chạy siêu hạng. Một số có cặp chân dài, một số có cơ bắp khỏe, những loài khác lại có cơ thể nhẹ, hoặc chỉ đơn giản là ý chí bền bỉ. Khả năng chạy đã đem lại cho chúng nhiều kích thước và hình dạng khác nhau, nhưng tất cả đều có một điểm chung. Đó là để chiến thắng trong cuộc chiến sinh tồn, chúng phải chạy nhanh như những cơn gió. Kẻ chạy nhanh nhất trong thế giới loài vật luôn đi trước những kẻ còn lại. Mọi chi tiết trên cơ thể nó đều được tạo ra cho tốc độ. Báo đúng. Động vật lớn thuộc họ nhà mèo này sống ở nơi mà sự cạnh tranh giữa kẻ đi săn và kẻ bị săn thuộc hàng khốc liệt nhất. Đồng cỏ châu Phi, nơi có nhiều động vật lớn nhất thế giới. Nơi đây có khoảng 2,5 triệu con linh dương đầu bò, ngựa vằn và linh dương gazelle. Và đây là loài mèo lớn có thể chạy nhanh hơn tất cả chúng. Chúng có thân hình nhẹ, thanh mảnh với chân dài sinh ra để chạy nước rút. Một con đực đơn độc đang đói, mỗi ngày nó cần ăn khoảng 3 kg thức ăn
và hôm nay nó chưa gặp may. Đột nhiên xuất hiện một đàn linh dương Thompson. Báo đốm cần phải đến thật gần đàn linh dương mà không bị lộ. Nó lặng lẽ trườn qua đám cỏ. Báo đốm đang tập trung hoàn toàn vào mục tiêu. Linh dương nhận thấy có gì đó không ổn. Báo đốm không có lựa chọn nào. Nó lao mình về phía trước. Nó có thể đạt tốc độ 75 km/h trong chưa đầy 2 giây. Chẳng mấy chốc, nó sẽ đạt đến tốc độ tối đa là 120 km. Linh dương Gazan cũng nhanh không kém, gần đạt tốc độ của báo đốm. Với những đối thủ thế này, cuộc chạy đua sẽ vô cùng kịch tính. Nhưng kẻ nhanh nhất không chiến thắng. Sau chưa đầy 1 phút, nó phải dừng lại. Nó không thể duy trì tốc độ tối đa trong hơn 1 phút. Nếu sau thời gian này mà nó thất bại, thì cuộc chạy đua sẽ kết thúc. Mỗi phút nó thở tới 150 nhịp, nhiệt độ cơ thể lên tới hơn 40 độ. Có thể nó cần nghỉ nửa tiếng nữa trước khi lại đi săn tiếp. Linh dương Thompson đã chiến thắng một lần nữa. Báo đốm đi săn bằng thị lực, chúng có góc nhìn rộng và thị lực cực kỳ tinh tường. Thậm chí mí mắt của nó cũng có tác dụng. Đường viền màu đen này ngăn tia sáng mặt trời chiếu vào mắt báo đốm. Con báo đực đã sẵn sàng đi săn tiếp. Khả năng ngụy trang giúp nó đến gần con mồi. Một con linh dương Thompson nữa mà nó cần bắt đang ở cách nó 30 mét. Nó bắt đầu cuộc săn. Báo đốm có tim và phổi lớn nên dễ dàng lấy oxy tới các cơ bắp vận động nhiều. Thậm chí lỗ mũi của nó cũng lớn hơn để hít được nhiều không khí hơn. Cột sống linh động của nó hoạt động như lò xo, tạo thêm đà cho mỗi cú nhảy. Cái đuôi dài giống như bánh lái để nó rẽ ngang trong lúc chạy. Con linh dương không có nhiều lợi thế. Cơ hội chiến thắng của nó là 50-50. Một cú ngoạn vào cổ sẽ làm nạn nhân ngạt thở. Con báo đã có một bữa ăn. Nó được sống thêm một ngày nữa. Những con non này rất có thể sẽ bị loài mèo lớn như báo hay sư tử ăn thịt. Cơ hội để chúng sống được tới lúc trưởng thành là 50-50. Nhưng ở một số nơi, tình hình còn tệ hơn. Ở vùng đồng cỏ đông đúc như Serengeti, cứ 10 con non thì mới có một con sống được tới lúc trưởng thành. Những con báo đốm này còn phải học rất nhiều. Con mẹ sẽ ở bên cạnh để dạy cho chúng mọi điều nó biết. Con đực không đóng vai trò gì trong việc nuôi nấng đàn con. Không con nào biết phải làm gì. Nếu muốn sống sót, chúng phải biết về những cuộc đua sống còn. Nhưng những con non thì sẽ sớm biết thôi. Tim buồn cho con linh dương con. Sau 18 tháng, con mẹ sẽ rời đàn con. Giờ chúng sẽ phải tự lực cánh sinh trong cuộc chạy đua sống còn của đời mình. Sau báo đốm, top 3 loài chạy nhanh nhất hành tinh đều thuộc cùng một họ. Chúng đều có chân dài, sừng và các giác quan nhạy bén. Và nhiều con có khả năng nhảy đáng kinh ngạc. Linh dương, một trong số những loài ăn cỏ thành công nhất trái đất. Có tới 91 loại linh dương và chúng rất khác nhau. Ah,
linh dương có thể nặng tới 2 tấn, cũng có thể chỉ nặng 1,5 kg. Có một loài linh dương ở châu Mỹ, một vài loài ở châu Á, song hầu hết sống ở châu Phi. Cao nguyên Serengeti của Đông Phi là nơi sinh sống của một đàn linh dương đầy màu sắc. Loài linh dương lạ nhất có râu ria xồm xoàm như loài dê, có sọc như ngựa vằn và thân hình của một con bò lớn, linh dương đầu bò. Chúng đi theo đàn lớn để bảo vệ nhau. Nhưng khi bị tấn công, nó có thể chạy nước rút với vận tốc hơn 60 km một giờ. Nhưng đôi khi việc đi theo đàn cũng là một bất lợi. Đàn lớn thế này thì sẽ nhanh chóng gặm hết số cỏ đang có. Chúng cần phải ăn liên tục nên sẽ đối mặt với việc di cư nguy hiểm khi đi kiếm ăn. Đây lại là tin tuyệt vời cho cá sấu sông Nin. Con linh dương cái này đang lo lắng, nhưng nó biết việc đi theo đàn là chìa khóa giúp vượt sông an toàn. Đã đến lúc lội sông. Còn linh dương đầu bò biết càng ở dưới nước lâu thì khả năng bị tấn công càng cao. Vận may của nó đã hết. Con cá sấu lôi nó xuống dưới mặt nước để dìm chết nó. Lúc này cuộc chiến sẽ dựa vào sức khỏe và sự quyết tâm. Nó đã làm được một cuộc tẩu thoát ngoạn mục, nhưng nó phải vượt dòng sông này 2 lần mỗi năm. Nếu đủ khỏe, đủ nhanh và đủ thông minh, nó sẽ chiến thắng trong nhiều cuộc đua sắp tới. Hãy gặp một kẻ ăn cỏ ồn ào của thảo nguyên, linh dương sừng móc. Nó có một cái miệng dài cùng đôi môi rất nhạy để tìm kiếm những chồi non trong đám cỏ dài. Nhưng thói quen ăn uống kén chọn này cũng đem lại ưu điểm lớn cho nó. Nó lấy được nhiều nước từ thức ăn tới mức chẳng cần uống thêm. Ở một quốc gia mà hạn hán rất phổ biến, nó đã chiến thắng bằng cách tồn tại mà không cần tới những dòng sông hay vũng nước. Và khi cần chạy, nó chạy rất nhanh. Linh dương sừng móc có thể chạy trốn kẻ thù với tốc độ 70 km một giờ. Ngôi sao của họ linh dương luôn được đóng vai chính trong hầu hết các bộ phim về động vật hoang dã ở châu Phi. Nó đẹp mã, đôi khi là nạn nhân và luôn là một vận động viên. Linh dương Thompson thích ăn cỏ ngắn nên chúng theo sau những động vật ăn cỏ lớn đã loại bỏ đám cỏ dài hơn. Sinh ra là chúng đã biết chạy. Nhưng loài động vật duyên dáng này lại là thứ mà báo đốm rất thích ăn. Báo đốm có thể chạy nhanh hơn linh dương nên có vẻ con mồi đang ở tình thế vô vọng. Nhưng linh dương Thompson cũng có các chiêu trốn thoát đáng nể. Nó chuyển hướng nhanh hơn báo đốm, nhảy cao hơn và chạy được lâu hơn. Dù có thân hình mảnh khảnh, nhưng khả năng thắng cuộc đua này với linh dương là ngang với báo đốm. Loài vật bốn chân chạy nhanh thứ hai này là những con cuối cùng trên thế giới. Linh dương có gạc nhiều nhánh. Những con vật xinh đẹp này đã gần như bị xóa sổ khi con người đặt chân tới Bắc Mỹ. Về lý thuyết, chúng không thuộc họ linh dương vì có cấu trúc sừng khác, nhưng chúng lại cùng chia sẻ hốc sinh thái ở đây và chúng có thể chạy rất nhanh. Loài vật ấn tượng này có thể chạy với tốc độ 80 km một giờ. Và chúng có sức bền vô cùng kinh ngạc. Mỗi năm, chúng di chuyển đến 500 km để sống sót. Linh dương có gạc nhiều nhánh, được trang bị rất tốt để chạy. Chúng có phổi, tim và khí quản lớn. Chúng có thể chạy nhanh hơn tất cả các loài săn mồi ở châu Mỹ, từ chó sói, linh miêu và báo sư tử. Đây là những kẻ sống sót siêu hạng của châu Mỹ. Trong thế giới động vật, chỉ có một loài đứng sau báo đốm. Nó đã chạy trên các cao nguyên châu Phi trong 20 triệu năm. Và nó chỉ có 2 chân.
đà điểu. Loài chim lớn nhất thế giới không biết bay, nhưng nó chạy nhanh như những cơn gió. Không có hình dáng thon dài, nhưng cơ thể nó được tạo ra cho tốc độ. Hầu hết các loài chim đều có 4 ngón chân, nhưng đà điểu chỉ có 2. Bàn chân của chúng đã gần như chuyển thành móng guốc. Một kẻ đi săn đã đánh hơi thấy mùi đà điểu, một con sư tử cái. Cơ hội duy nhất để nó bắt được con đà điểu đực là mai phục. Nhưng đà điểu có thị giác và thính giác cực kỳ nhạy. Với cái cổ dài, đầu nó cao hơn mặt đất đến gần 3 mét, một vị trí quan sát đắc địa. Đến giờ con sư tử cái vẫn chưa bị phát hiện. Nó tiến gần hơn. Con đà điểu nhận ra điều gì đó, có tiếng sột soạt trong đám cỏ. Nó phát ra âm thanh cảnh báo, con sư tử cái ra khỏi nơi ẩn náu. Đã đến lúc đà điểu phải chạy. Muốn bắt được đà điểu không dễ. Quá chậm rồi. Đà điểu có thể chạy với vận tốc 90 km/h chỉ trong vài giây. Con sư tử cái đành hít bụi đằng sau nó. Thậm chí, dù có bắt được đà điểu, nó cũng sẽ phải lao vào cuộc chiến không dễ dàng. Cặp chân lớn và khỏe kia sẽ tung ra những cú đá sấm sét, và nó sẽ trở thành một bữa ăn tuyệt vời. Đà điểu nặng hơn 100 kg. Để duy trì một cơ thể như vậy, cần rất nhiều thức ăn. Đà điểu ăn hoa quả, các loại hạt. Nhưng thường, chúng sẽ ăn cả châu chấu và các côn trùng khác để bổ sung thêm protein. Đà điểu là sự tiến hóa phi thường của loài chim. Có thể nó không biết bay, nhưng nó lại chạy nhanh nhất trong thế giới loài chim. Loài vật siêu hạng tiếp theo vô cùng khác biệt. Chỉ dài 20 mm, nó sống ở dưới mặt đất và có 8 chân. Những cái chân của nó khá ổn cho việc chạy, nhưng khi muốn tăng tốc, nó lại thực hiện một hành động gây ngạc nhiên. Nhện bánh xe vàng là loài vật duy nhất trên thế giới thực sự biến thành một chiếc bánh xe để thoát khỏi nguy hiểm. Nhện bánh xe vàng sống ở các đụn cát nóng của Namibia ở châu Phi. Chúng không diệt mạng nên lựa chọn duy nhất là phải đi săn. Con này đang tìm kiếm những con côn trùng ngon lành. Nhưng đây sẽ là một ngày khó khăn. Một con ong nhện đang tìm nơi để đẻ trứng. Nhưng không phải bất kỳ nơi nào, mà phải là một nơi an toàn khỏi kẻ săn mồi và gần nguồn thức ăn dồi dào. Nhện bánh xe vàng. Con ong đang cố đẻ trứng bên trong con nhện. Nếu thành công, nó sẽ chôn sống con nhện và ấu trùng của nó sẽ nở ra bên trong, ăn tươi nuốt sống con nhện. Nhưng đầu tiên, nó phải đốt con nhện, và con nhện chưa sẵn sàng hợp tác. Nó cần phải trốn thoát thật nhanh. Nhện bánh xe vàng thu chân thành hình bánh xe và lăn đi thật nhanh.
Nó lăn đi với tốc độ là 1 mét trên giây. Mỗi giây cơ thể nó lăn được 20 vòng. Đúng là một trải nghiệm chóng mặt. Con ong đã bị bỏ lại đằng sau. Nó phải tìm nạn nhân khác để làm nơi đẻ trứng. Và con nhện đã thoát được một cái chết đáng sợ. Nhện bánh xe vàng có nhát cắn chứa nọc độc, nhưng không độc với con người. Cách tự vệ chính của nó là trốn trong hang sâu, tránh xa những con ong săn mồi. Cái hang có thể sâu 50cm, nên con nhện này phải đào khá nhiều cát. Nó phải di chuyển một lượng cát nhiều gấp 80.000 lần trọng lượng cơ thể nó để xây được một ngôi nhà an toàn. Giai đoạn đào bới đầu tiên là nguy hiểm nhất. Chưa có gì che chắn cho nó. Lại một con ong nữa xuất hiện. Nhưng quá chậm, con nhện lại biến mất lần nữa. Vở kịch này lặp lại cả 100 lần mỗi ngày ở sa mạc Namibia. Đôi khi, con ong sẽ thắng và có cơ hội sinh con. Nhưng hôm nay, con nhện bánh xe vàng lại thắng. Nó đã hoàn thành việc xây chiếc hang có lót tơ và rút vào nơi cư ngụ an toàn. Loài vật nhỏ bé sống trong các đụn cát này sẽ lại xuất hiện vào buổi đêm để tiếp tục cuộc chạy đua sống còn khốc liệt của nó. Sa mạc là nơi sinh sống của một vận động viên điền kinh đạt huy chương vàng nữa trong thế giới động vật. Sa mạc Australia. Loài vật này được sinh ra để chịu được cái nóng khủng khiếp của vùng đất này. Cũng như để chạy trên những quãng đường dài. Loài kangaroo đỏ. Chúng là vua của vùng đất này. Một con đực lớn có thể cao tới 1,8 mét. Và nó có một cách di chuyển rất nhanh. Những con vật này chính là các cỗ máy chạy được thiết kế hoàn hảo. Một nửa trọng lượng cơ thể chúng là cơ. Và hầu hết đều tập trung ở các vùng xương chậu để tạo lực cho cặp chân lớn ở đằng sau. Hầu như nó không tốn sức gì cho mỗi cú nhảy. So với khi nó đứng im, giờ nó mất ít năng lượng hơn cho việc hít thở. Nó không tăng tốc bằng cách nhảy nhanh hơn mà chỉ cần tăng độ dài mỗi cú nhảy. Thật kinh ngạc khi một cú nhảy nó di chuyển được tới 8 mét. Với tốc độ 70 km/h, nó nhảy nhanh như một cơn gió sa mạc. Nó cần phải thật nhanh. Không có mưa, nguồn cung cấp thức ăn của nó cũng đã cạn kiệt. Một bãi cỏ xanh khác có thể cách nơi đây hàng trăm km. Nó đang di chuyển cùng đàn của mình. 80% số kangaroo này có thể sẽ chết vì hạn hán. Cuối cùng thì cũng có thức ăn và nước. Nhưng những loài vật khác cũng đang đi kiếm thức ăn. Một con chó dingo sẽ không tấn công một con kangaroo đỏ trưởng thành, nhưng một đàn đang đói thì sẽ dám làm điều này. Khi con kangaroo tăng tốc, đàn chó dingo cũng làm vậy. Nhưng đàn chó cần phải chạy nhanh hơn nữa thì mới bắt kịp. Con kangaroo vẫn đang chạy với tốc độ ổn định. Nó có thể duy trì như thế này bao lâu tùy thích. Nhưng đàn chó thì nhanh chóng mất sức. Vậy là con kangaroo lại được sống. Những con kangaroo con thì dễ bị tấn công hơn và nguy hiểm thì luôn cận kề. Một con đại bàng đuôi nhọn cũng đang đói. 10% thực đơn của đại bàng là kangaroo. Nó bắt kangaroo rất giỏi.
Ở đây, chúng phải học cách di chuyển thật nhanh từ khi còn nhỏ. Có thể nó sẽ sống sót để có một đàn của riêng nó và truyền lại bộ gen. Con kangaroo lại thắng một lần nữa. Con kangaroo đỏ phải chạy liên tục, nhưng nó là kẻ chiến thắng rực rỡ trong cuộc chạy đua sống còn. Với những loài vật siêu hạng, cuộc chạy đua giành sự sống thật vô cùng ấn tượng. Có loài chạy nhanh hơn ô tô, có loài điêu luyện hơn cả huấn luyện viên thể dục, lại có loài khéo léo hơn vũ công. Đây là những vận động viên tuyệt vời đã tiến hóa để chiến thắng trong cuộc đua sống còn bằng khả năng chạy nhanh như những cơn gió.